con lừa càng nhiều thì kẻ lừa càng đông, tri thức càng nông thì đồng tiền càng bẩn, nhân cách càng bần thì xã hội càng gian, kẻ xấu oan oan mình đàng hoàng chính trực, người càng sống thật càng bị gọi là ngu, nghe vẻ nghe ve xe liền cho nóng. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video cuộc sống. Ngày hôm nay tôi đọc được một cái bài rất thú vị về một nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Chúng ta hãy nhìn người đàn ông này. Chắc các bạn cũng đã nhận ra được đây là Dan Locke, một trong những người mà coi như là mở mang trí tuệ và giúp cho bao nhiêu người khác làm giàu cũng như là hạnh phúc. Thì đây là một cái bài viết mà được dịch qua tiếng Việt. Thì bài viết này như sau: triệu phú bị fan ruột bóc phốt lừa đảo, bán khóa học làm giàu 2.500 đô, nhưng giá trị đem lại bằng không, nói dối 1.000 lần, vẫn là lời nói dối. Thì để cho công bằng, tôi sẽ đọc cái bài viết này, cũng như rằng là một trong những cái ý kiến phản biện đó về cái bài viết. Và sau đó tôi cũng sẽ cùng phân tích với chúng ta. Bài viết như sau. 2 năm trước, tôi gần như chạm đáy khi mất việc và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Để vực dậy tinh thần, tôi tìm đến những bài phát biểu truyền cảm hứng của Jack Ma, Oprah Winfrey và Simon Sinek. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ, tôi đã tìm kiếm thêm và thấy cái tên Dan Locke. Trên trang web của Dan trông thật chuyên nghiệp và anh ấy còn được giới thiệu trên trang entrepreneur.com. Quan trọng nhất, cách người đàn ông này thúc đẩy mọi người chính xác là những gì mà tôi cần vào thời điểm đó để nâng cao giá trị bản thân. Trong các lời khuyên của Dan, tôi ấn tượng nhất với câu: khi một con cá bị bệnh, ngoài chữa cho nó, bạn cần chữa cho cả nơi nó sống. Đây là động lực tôi cần để thay đổi môi trường của mình, cũng như tìm kiếm và theo đuổi những cơ hội lớn hơn. Trong quá trình lắng nghe người thầy mới, tôi đã tìm hiểu thêm thông tin về Dan và đọc được một bài báo nói rằng thực chất anh ta là kẻ lừa đảo. Lý do là khóa học trị giá 2.500 đô mà Dan cung cấp chẳng đem lại giá trị nào cho người tham gia. Đối với tôi, đây không phải là vấn đề, bởi quy tắc của tôi khi theo dõi bất cứ chuyên gia trực tuyến nào là không bao giờ trả tiền để học cách kiếm tiền hay trở nên giàu có hơn. Nếu có 2.500 đô, tôi sẽ không bao giờ trả cho một khóa học dù nó hứa hẹn kết quả tuyệt vời ra sao. Thay vào đó, tôi sẽ tiết kiệm hoặc đầu tư. Vài tuần kể từ khi đọc bài báo tố cáo Dan là kẻ lừa đảo, tôi cảm thấy nguồn cảm hứng được truyền từ người đàn ông này giảm dần. Sau đó, một người bạn hỏi tôi về khóa học đầy hứa hẹn của Dan. Cậu ấy bế tắc đến nỗi sẵn sàng trả 2.500 đô cho một khóa học trực tuyến, trong khi chẳng biết nội dung gì về nó. Lúc này tôi nhớ lại có bài báo từng đọc về và quyết định tìm hiểu sâu hơn. Và kết quả đã khiến tôi bất ngờ. Theo một bài báo khác, hoạt động kinh doanh của Dan là lừa đảo. Dưới đây là một số phát hiện của tôi. Tại sao mọi người thường yêu thích kẻ lừa đảo? Ai cũng muốn giàu có, đặc biệt là việc không cần quá vất vả để kiếm được nhiều tiền. Một nghiên cứu trên 2.000 người trưởng thành làm việc trên toàn thời gian cho thấy 55% muốn biến một sở thích cá nhân thành một việc kinh doanh phụ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thực hiện vì nhiều lý do khác nhau. Đó là lý do tại sao những người như Dan bán được khóa học của mình. Họ đã vẽ một con đường tắt dẫn đến hạnh phúc, tiền bạc và thành công, đánh đúng vào lòng tham của mọi người. Cuộc đời nghèo khó của Dan có đúng là sự thật. Câu chuyện mà Dan kể cho công chúng về những khó khăn mà anh đã trải qua khi còn nhỏ. Anh sinh ra ở Hồng Kông, theo mẹ chuyển Canada năm 14 tuổi mà không biết tiếng Anh. Việc làm thêm đầu tiên của Dan là cắt cỏ cho những người hàng xóm giàu có, và cuộc sống của anh đã thay đổi sau khi gặp người thầy đầu tiên, Alan Jackies. Dù vậy, Dan không đề cập đến bất kỳ chi tiết bổ sung nào về địa điểm hay bối cảnh của những sự việc trên. Câu chuyện hoàn hảo của anh được lặp lại nhiều lần theo cùng một cách. Đối với tôi, khi một câu chuyện được kể lại nhiều lần và sử dụng từ ngữ gần như y hệt nhau, khả năng cao là nó được học thuộc và là một lời nói dối. Phá sản 13 công ty cũng là trò bịp,
Trong hầu hết mọi video hay cuộc phỏng vấn, Dan đều nói về việc thành lập và phá sản 13 công ty ở tuổi 20. Tôi đã tìm thông tin về những doanh nghiệp này, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Căn Penthouse cũng vậy ư? Tôi đã nghiên cứu thông tin về căn Penthouse mà Dan khoe là anh ta sở hữu. Hóa ra nó cũng là giả. Khi dùng thông tin trong video mà Dan đăng tải, tôi tìm được căn hộ này trong một tòa nhà ở số 277 Thurlow, Vancouver, Canada. Tuy nhiên, khi tìm kiếm hình ảnh và video trực tuyến, bạn sẽ thấy rằng nó lớn hơn nhiều so với căn hộ trong video của Dan. Lời nói dối dù lặp đi lặp lại 1000 lần vẫn là lời nói dối. Sau một thời gian theo dõi các video của Dan, tôi nhận ra một khuôn mẫu luôn rao giảng về việc kiếm tiền, sức mạnh của copywriting và tầm quan trọng của việc có công việc kiếm thêm thu nhập. Đến giờ tôi mới nhận ra là sau khi xem đến video dạy làm giàu thứ 25 của Dan, tôi vẫn không biết anh ta thật sự kiếm tiền như thế nào nếu không nhờ có các khóa học 2.500 đô của mình. Có bao nhiêu người làm copywriter kiếm được 1 triệu USD nhờ công việc này? Gần như không có ai. Cái giá thực tế của khóa học 2.500 đô thật chất là 0 đồng. Mọi thứ mà khóa học này của Dan cung cấp đều có thể được tìm thấy miễn phí trên mạng. Khóa học bao gồm 25% về câu chuyện truyền cảm hứng của Dan, 25% về tư duy và cách thay đổi tư duy để thành công, 25% là về động lực của việc vượt qua giới hạn bản thân và 25% còn lại nói về ưu đãi của các khóa học của diễn giả. Theo tôi, dù những nội dung trên có giá trị, bạn vẫn không cần phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Sự thật là chưa ai nói rằng họ giàu lên một cách đáng kể sau khi tham gia khóa học của Dan. Để có thêm trải nghiệm, tôi đã đăng ký một khóa học miễn phí của Dan và đúng như dự đoán, đó chỉ là những câu chuyện y hệt, lặp đi lặp lại máy móc và các bài phát biểu truyền động lực không mang lại giá trị tăng thêm nào so với những gì tôi coi trên mạng. Thì đây là một cái bài viết mà theo tôi rằng là nó rất chính xác. Tại vì với những gì mà tôi quan sát, ở các diễn giả của Việt Nam cũng đang có một cái tình trạng tương tự. Nếu như các bạn nhìn vào những cái câu bình luận bên dưới, có nhắc đến nào là Phạm Thành Long đó, vân vân, hay là bây giờ chúng ta thấy có một cái nhân vật trên mạng cũng chuyên nói về đạo lý và cách làm giàu như là Lê Chí Linh, rồi về cho mà cách nuôi dạy trẻ như là Trần Quốc Phúc, thì những diễn giả này có một điểm chung là đều khoe những chiếc xe hơi đắt tiền, những căn nhà triệu đô đó, cũng như rằng là thường xuất hiện với những cái bộ vest mà sang trọng. Thì các bạn thấy đó, một điều rất giống với lại là cái mô típ mà hiện giờ là Dan đang làm. Những diễn giả dạy mà làm giàu hình như là có một mô típ hay sao đấy. Thì ở đây cũng có một cái bình luận. Khi mà có bạn hỏi rằng là thế thì lớp của Phạm Thành Long như thế nào? Thì một bạn đã nói rằng là cũng đã từng đóng 500 ngàn để đi nghe một cái buổi nói chuyện. Đúng là phát biểu rất là mạnh. Đúng là dân truyền cảm hứng. Đó, nhưng mà những gì mà nghe thì giống y như những gì mà trong sách mà kinh tế cơ bản mà anh ta đã học ở trường. Cho nên nghe được nửa buổi là anh ta bỏ về. Thấy phí tiền và thay vì ngồi đó để nghe Phạm Thành Long chửi rủa thì về nhà coi đọc sách đỡ nhức đầu hơn. Đó là một cái bình luận. Thì một bình luận phản biện khác về cái vấn đề này, đó là bình luận của bạn Duy Lâm. Thì bạn phản biện như sau: đọc kỹ bài viết nhận thấy chủ thớ có rất nhiều mâu thuẫn. Ngay từ đầu đã tự nhận là bị ảnh hưởng bởi những câu nói truyền cảm hứng từ Dan. Căn bản Dan đã đem lại giá trị tức thời cho bạn khi bạn chưa tốn một xu nào. Cái phần này thì tôi có thể trả lời được. Gần như là nếu mà các bạn đã tiếp xúc với những kẻ lừa đảo hay đa cấp thì chúng ta thấy rằng là họ đều có những cái miệng lưỡi rất là ngon ngọt, hay nói nôm na là những cái dân mà bán hàng đi. Ví dụ các bạn bước vào một cái showroom mà bán xe hơi thì các bạn sẽ thấy rằng là nhân viên ở đó cưng các bạn trên cả tuyệt vời. Các bạn là thượng đế, các bạn lúc nào cũng là anh, là chị, không bao giờ các bạn là em. Đó. Và trong mắt họ, dù là các bạn có đi dép Lào hay gì đó đằng nữa thì các bạn vẫn luôn được đối xử một cách rất là lịch sự. Hay là các bạn đã từng mà đi hỏi về một cái chương trình mà bảo hiểm đi, thì các bạn sẽ thấy rằng là nhân viên bán bảo hiểm coi các bạn như là những ông vua bà hoàng. Họ cung cấp thông tin và họ rất sợ là mất cái khách hàng, và đó là cái nguồn hoa hồng của họ. Cho nên rằng là tất cả những gì mà họ nói, thậm chí các bạn có làm họ mất tốn hàng tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề gì cả. Họ vẫn tươi cười, niềm nở, vui vẻ. Vậy thì chúng ta có thể thấy một điều là gì? Hầu hết để có thể mà
móc tiền túi của các bạn, thì những đối tượng này đều là những người có cách nói chuyện rất hay. Chất giọng của họ, biểu cảm của họ, các bạn đều bị lôi cuốn. Không lạ nha. Cái thứ hai, bạn Duy Lâm nói, bạn tìm hiểu và nhận thấy khóa học 2.500 đô là hoàn toàn vô giá trị và nói quy tắc riêng, không bao giờ bỏ tiền ra để kiếm tiền hoặc trở nên giàu hơn. Và xem tận 25 video miễn phí của Dan cho thấy bạn chỉ quan tâm tới việc được học free một cái gì đó có lợi cho bản thân mình, mà đã là chất xám thì luôn được trả giá cao. Vấn đề thứ hai này, tôi xin nói với các bạn như thế này. Nếu ai đã xem hết những cái video mà tôi trình bày và chúng ta thấy rằng là cái kênh này không lấy tiền của các bạn, và thay vì các bạn phải đi đến gặp một diễn giả, ngồi nghe mấy tiếng đồng hồ, hay là các bạn thấy là những diễn giả nổi tiếng không bao giờ họ làm những cái video quá dài để nói chuyện với các bạn cả. Thậm chí Francis Hùng mà lâu lâu khuyến mãi cho các bạn là đóng phí $1 để coi video của ông, nhưng sau đó ông sẽ khóa rất nhanh, lâu lâu mở khuyến mãi để mà tăng tương tác và tăng cái mà khách hàng mục tiêu lên thôi. Rồi sau đó là vẫn phải bán những cái giá rất là cao. Thế thì ở đây tôi cho các bạn những cái gì mà có tốn tiền không ạ? Không, miễn phí. Và bây giờ nếu như mà nói rằng là cái gì đã là chất xám thì được trả giá cao, thì bây giờ tôi cho các bạn một cái nữa mà tôi tìm ra được đó, để đỡ phải tốn tiền đi học những cái khóa marketing. Đó là rất nhiều bạn hiện giờ lên mạng cho rằng để mà có thêm nhiều người tương tác với mình và bán được một món hàng là các bạn cần phải có lượt like. Cho nên rất nhiều bạn bán hàng hay để câu bây giờ mình sẽ lọc friend, cho nên ai mà không tương tác là mình lọc đó nha. Lọc bằng cách nào? Tức là các bạn muốn tương tác thì các bạn phải nhấn vô nút like thì mới gọi là tương tác. Xin thưa, đối với mạng xã hội không cần bạn phải nhấn like, mà chỉ cần mà bạn lướt qua cái bài viết hoặc là một cái hình ảnh, nhưng mà bạn lại dừng lại để bạn đọc nó, là lập tức là mạng xã hội nó đã ghi nhận cái diễn biến này và nó sẽ đề xuất cho các bạn những cái mà liên quan tới cái người mà các bạn đã xem, cũng như là những cái hình ảnh mà liên quan tới vấn đề bạn đang xem. Hầu hết ở những cái trang mua bán, ngay cả Google vân vân, các bạn sẽ thấy nó có một cái sự liên kết giống nhau như thế này. Ví dụ như là các bạn coi TikTok, các bạn đang quan tâm về vấn đề của một cái tên lừa đảo, thì ví dụ như ở đây các bạn coi cái kênh của Dan Lok, các bạn chỉ cần coi một video của anh thì lập tức là những cái đề xuất khác của TikTok, YouTube, Google nó cũng sẽ đưa lên cho các bạn coi. Chỉ cần các bạn nhấn vào các bạn coi thôi là nó đã đưa ra là cái tiêu chí đề xuất phù hợp với bạn. Hay là bạn đang nói về cái vấn đề mà cái người mà cái anh chàng mạnh cứu đứa bé 3 tuổi, chỉ cần các bạn dừng lại một cái bài viết các bạn đọc là lập tức hình ảnh của Mạnh bay tới tấp vào cái trang mà mạng xã hội của các bạn. Cho nên không cần các bạn nhấn like, chỉ cần các bạn dừng lại coi thôi. Vậy thì rõ ràng là cái khái niệm mà hầu hết những người mà buôn bán hàng ở trên mạng xã hội là không đúng. Vậy thì nếu như các bạn nắm được cái quy tắc này thì các bạn sẽ có một cái chiến lược kinh doanh khác phù hợp hơn. Miễn phí đó. Và cái này là tôi quan sát thấy được, tôi tự phân tích được. Tôi không cần phải đóng một cái khóa học nào cả để biết được cái điều cơ bản này. Vậy thì nếu như mà các bạn không nhận ra được những cái này trong cuộc sống và các bạn phải đóng tiền để đi học một cái người nào đó chỉ, thì chứng tỏ là cái óc quan sát, khả năng tư duy của bạn rất thấp. Mà nếu như các bạn đã không có một cái óc quan sát và không có một cái tư duy thì tôi nói thẳng các bạn đừng mơ tới cái chữ làm giàu. Người làm giàu là người luôn khác biệt. Các bạn khác biệt càng nhiều thì các bạn kiếm tiền được càng nhiều. Vậy thì các bạn giống như bao nhiêu người mà các bạn đòi rằng là các bạn kiếm tiền, mơ đi. Vậy thì những người mà phải học những cái mà đáng lẽ ra có thể tự tìm ra được thì tự hiểu cái giá trị của các bạn rất thấp. Cho nên cái câu nói rằng là bạn chỉ luôn luôn tìm những cái gì free ha, thật sự nếu mà phải coi qua trước. Còn nếu như cái gì cũng chưa biết mà bỏ tiền ra thì cái người đó là cái tư duy có vấn đề. Rồi ý tiếp theo, bạn Duy Lâm nói rằng là những gì đang kể về mình hoặc đang sở hữu dù là thật hay giả thì anh ta cũng đã làm ra những video chất lượng,
tường thuật lại cũng như truyền cảm hứng đến mọi người. Dạy tiếng Anh free cũng được xem là có giá trị về mặt kiến thức, cũng như tôn trọng người xem về mặt hình ảnh. Tôi nói thật với các bạn, tất cả ngay cả những diễn giả ở Việt Nam như Trần Quốc Phúc v.v. các bạn khi thấy rằng là anh ta livestream, lúc nào cũng là mặc cái bộ đồ và thắt thêm cái khăn giống Đàm Vĩnh Hưng nha, để cho thấy rằng là cái bộ vest, cái khăn như cái giới quý sở tộc đó, rồi ngồi giống ngồi lên một cái ghế như là cái ngai vàng, để cho các bạn thấy sự sang chảnh. Vậy thì khi họ đầu tư một cái video, thật sự đó là bỏ con tép bắt con tôm. So với cái việc mà cái khóa học đã mắc, mà đâu phải một người, hàng trăm người đóng tiền, thì nó có lợi hơn nhiều so với chi phí mà bỏ ra làm một cái video. Nha. Và như rằng là cái người viết bài đã nói, những gì mà họ nói là những gì mà các bạn có thể tìm kiếm rất dễ dàng. Nó chẳng phải là một cái trải nghiệm, nó chỉ là những cái câu chuyện. Giống như rằng là tôi nghe về Trần Quốc Phúc mà dạy về nói cho phụ huynh cha mẹ về cách dạy con. Những câu chuyện mà anh ta nói ra, những câu chuyện đậm chất cô tiên sanh, đậm chất chuyện cổ tính, rồi lượm lặt ở đâu đó trên mạng. Nó khác với những gì mà những người như bản thân tôi trong cuộc sống, trong cái môi trường giảng dạy và đa đối tượng là những gì mà tôi thấy và tôi kể. Nó không phải là từ sách, từ vở, từ internet, mà nó là trải nghiệm thật trong cái cuộc đời mà công việc của mình, sự nghiệp của mình. Đó. Thế thì các bạn đóng tiền để mà người ta kể cho các bạn nghe những gì các bạn có thể tìm được mà có giá trị. Giá trị gì ở đây? Đó. Nếu mà cần cái hình ảnh đẹp thì xin lỗi, tôi đi ngắm mấy cô người mẫu, tôi thấy là còn bổ mắt hơn nữa nè, mà ngồi nghe những cái mà chém gió. Rồi tiếp, cuối cùng bỏ ra 2.500 đô để được khôn cũng là một dạng bài học. Có nghĩa rằng là bị lừa 2.500 đô là một dạng bài học. Đúng, phải bị lừa thì mới khôn ra được. Thế thì cái người viết bài này cũng đã nói cái câu cuối là gì? Anh ta cũng là người đã từng là đi đóng tiền. Sau khi anh ta tìm hiểu xong, cuối cùng anh ta quyết định đi đóng tiền để học coi như thế nào. Và quả thật là cái khóa học như là những gì mà anh ta đã tìm hiểu, vẫn là những câu từ lặp đi lặp lại. Nếu mà bạn nghe coi kỹ cái bài viết thì bạn đã thấy rằng một điều, sau khi anh ta trải nghiệm và tìm hiểu hết mọi thứ, anh ta quyết định bóc phốt để cho mọi người không bị lừa. Vậy thì rằng là anh ta rút ra được bài học, và anh ta đang truyền cái bài học của anh ta cho nhiều người. Một cái bài học miễn phí để những người sau không phải là bị lừa. Đó. Thế thì so với lại là một cái bài học bị lừa giá 2.500 đô, và với một cái bài học miễn phí nhưng mà người tìm hiểu đã bỏ ra rất nhiều công sức, phải ngồi coi hết tận 25 cái video, phải truy tìm cái hình ảnh ngôi nhà, và phải đóng tiền để mà học cho biết, để rồi kể cho người khác. Vậy thì cái người viết bài đã bỏ ra và đầu tư rất là nhiều để cho các bạn được học miễn phí một cái bài viết ngắn như vậy. Đó. Giá trị hơn nhiều so với lại là một cái khóa học 2.500 đô, hay là các bạn phải kiếm những diễn giả làm giàu. Đó. Chứng tỏ một điều là gì? Bạn Duy Lâm này không có phân tích như là những gì mà tôi phân tích. Rồi bây giờ, nếu mà các bạn muốn nói tiếp thì tôi phân tích tiếp. Trong cái video trước tôi đã chia sẻ rằng Steve Jobs ăn chay là bởi vì ông nói vui, hay là nói thật, đó là bởi vì ông không muốn là coi như rằng tốn thời gian để mà đi tắm, cho nên rằng là ông mới chọn con đường ăn chay. Và Steve Jobs phải làm việc hơn 10 tiếng một ngày, và ông ta xây dựng cả cái phòng tập gym riêng, tập thể lực và thuê người. Nhưng mà có những hôm ông ta rất bận, ông ta không thể đi tập được. Vậy thì tôi nói với các bạn, chúng ta biết rằng là những người bận rộn họ phải làm việc cực kỳ căng thẳng. Đó. Đừng nói rằng là anh là chủ doanh nghiệp có nghĩa rằng là anh không phải làm gì cả. Thật sự họ đam mê lao động. Và chúng ta đã thấy rằng là những cái người giàu trên thế giới, họ làm việc liên tục. Đó. Chứ đâu phải buồn buồn cái họ lại là leo lên du thuyền và họ đi nghỉ nhiều hơn họ đi làm đâu. Đó.
họ đâu có thể gọi là đi làm theo mùa, họ vẫn có một vài ngày nghỉ. Nhưng mà so với những kẻ mà tối ngày đi chơi, đi tới đi lui, cái ngày làm việc mà ít hơn mà ngày đi chơi, ngày nghỉ, uống cà phê, đi nhậu, đi gặp bạn bè, thì làm sao mà gọi là làm giàu? Vậy thì cái nguyên tắc cơ bản của làm giàu đó là gì? Tiết kiệm tối đa thời gian. Vậy tôi hỏi các bạn, Steve Jobs, ông ta tiết kiệm thời gian tắm và lấy thời gian đó để làm việc. Vậy thì cái điểm chung nữa mà hiện nay tôi thấy mấy ông diễn giả này hay làm, ngay cả là admin của trang Awake Your Power, Lê Chí Linh, rồi Phạm Thành Long, đó là rất thích chạy bộ, rồi tự hào khoe là mình đã chạy mấy chục km. Và đương nhiên rằng để có được cái thành tích này là phải luyện tập liên tục. Và các bạn thấy rằng là để chạy được cái quãng đường dài như vậy, ông nào cũng up lên là hơn cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Mà các bạn thấy rằng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ chạy, chưa kể là uống nước, rồi nói chuyện với bạn bè, rồi tán dóc, rồi vân vân. Vậy thì một ngày các ông bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để làm theo cái sở thích. Vậy thì cho thấy một điều rằng là gì? Mấy ông còn dữ hơn Steve Jobs. Cái quỹ thời gian của ông còn rảnh hơn Steve Jobs có mấy chục lần. Đó. Nhưng có người lại nói rằng là chỗ chạy bộ tốt cho sức khỏe thì có sức khỏe mới làm việc được. Tôi nói thật với các bạn, tôi làm việc một ngày, tôi dám bảo đảm hơn mấy ông mà diễn giả này. Nhưng mà đến chính vì vậy mà tôi không chọn con đường chạy bộ. Dù rằng là tôi cũng có kế hoạch chạy bộ, nhưng sau đó tôi nghĩ rằng tại sao mình phải chọn một cái bài tập tốn quá nhiều thời gian, trong khi nếu mình cần sức khỏe và cần vóc dáng, mình có thể đến phòng tập, hoặc là mấy bữa nay phòng tập đóng cửa. Từ đầu tháng 2 trước Tết tới bây giờ đóng cửa vì dịch. Thế thì đành tập ở nhà. Vậy thì tập ở nhà tôi vẫn có thể duy trì được vóc dáng, sức bền bỉ để làm việc. Tôi đâu cần phải mỗi ngày tôi bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để mà tôi chạy bộ. Tôi vẫn có được cái sức khỏe và một cái thân thể để mà duy trì cái sức làm việc của mình. Thêm một điểm vô lý nữa. Bây giờ so với lại cái thời điểm mà trước đây, thì bây giờ sức khỏe tôi đã có xu hướng nó xuống do tuổi tác. Ngày xưa tôi có thể cày được mười mấy tiếng, ngủ một ngày rất là ít. Vừa mới sau Tết này tôi bắt đầu là nhận lớp lại. Và hôm qua, hôm kia ngủ 2 tiếng, hôm qua nữa ngủ khoảng 4 tiếng. Chỉ có mấy ngày mà ngủ có vài tiếng. Tới bây giờ, ngày hôm nay, sáng nay tôi mất một ca sáng sớm, ngủ quên. Buổi chiều nay xong một ca là lúc đó là vô ngủ luôn. Đó, cảm giác buồn ngủ chịu không nổi. Và tôi biết rằng mình không còn duy trì được cái sức khỏe như là cái lúc mà mình thanh niên hai mươi mấy tuổi được. Và cái nữa là gì? Gia đình, vợ con, nhiều thứ phải chăm nom, săn sóc. Vậy thì các ông lớn tuổi rồi, có gia đình, có vợ, có con, mà các ông vẫn còn là cái thời gian rảnh, cho thấy một điều, cái cách kiếm tiền của ông nhàn hạ hơn nhiều. Ông nhàn hạ hơn nhiều so với người khác. Vậy thì cách kiếm tiền mà vừa nhiều mà vừa nhàn, bảo đảm cách kiếm tiền đó có vấn đề. Cái đó là cái đơn giản các bạn có thể suy ra được. Những người nào mà hiện giờ đang làm việc mà coi như là vất vả, kiếm tiền bằng năng lực, đều xác nhận được điều này. Làm việc để kiếm tiền bằng tư duy khối óc, bằng đôi tay, các bạn cực rất là nhiều so với những người mà được để lại tài sản, được cho một cái căn nhà, được cho một cái công ty, được cho tiền để mở, lúc nào nó cũng sẽ khác hẳn. Hay là các bạn phải lừa người ta để kiếm tiền, nó cũng sẽ khác hẳn. Đó, thì các bạn sẽ xác nhận được điều này. Những người mà hiện giờ đang chân thật kiếm tiền, xác nhận được. Rồi, thế thì bây giờ tôi nói thêm một cái vấn đề. Ngày hôm nay tôi nhận được một cái lời nhắn của một bạn. Thì cái lời nhắn nó như thế này. Dạ thật sự em rất quý thầy. Triết lý sống của thầy, em ngày xưa cũng phân vân, sống thật thà thì thiệt thân. Theo bạn bè, đôi khi người thân em nói vậy, phải giao lưu này nọ,
Từ khi em biết được thầy qua YouTube, ngày nào em cũng bật nghe để có niềm tin vào cuộc sống. Đương nhiên rằng là bao nhiêu người theo cái cuộc sống, theo cái xã hội nó kéo. Các diễn giả hay là những người mà kiếm tiền một cách nhàn hạ, họ cho các bạn coi những thứ mà các bạn đã khát khao từ lâu. Bản thân tôi vẫn thích những chiếc xe mà phân khối lớn, những chiếc xe thể thao đắt tiền. Cho nên khi mà tôi nhìn vào những chiếc xe đó tôi vẫn thèm, tôi vẫn muốn có vậy. Đó, thế thì rằng là nếu như có người cho các bạn coi rằng cỡ như mày, làm việc như mày, kiếm tiền như mày thì đời nào mới có được chiếc xe này. Tôi tủi thân không các bạn? Tủi thân chứ, buồn chứ. Vậy thì không lẽ là mình sống sai, tụi nó sống đúng thì tụi nó mới có được chiếc xe đó ha? Má nó cho nó cái nhà, má nó cho nó cái xe, để rồi sau đó nó ra ngoài nó huênh hoang, nó dạy mình mày phải sống dày mày mới có tiền. Còn bản thân tôi đi làm, tôi không dựa vào ai cả, không có một mối quen biết nào cả. Cái cách kiếm tiền tôi làm sao bằng được người ta. Vậy thì nếu mà mình thay đổi, thấy người ta như vậy, mình thay đổi cái cách sống của mình, để rồi mình cũng chạy theo cái vật chất, để rồi mình cố gắng mình kiếm được cái xe giống như vậy mình ngồi, thì hóa ra mình có tầm thường lắm không. Cho nên tôi mới nói với bạn, ừ, thật thà nó thiệt thòi, đúng, nhưng cuộc đời được yêu quý và tôn trọng. Có cái bài video tôi đã nói về giàu nhưng không sang. Đó, các bạn để ý đi, tại sao mà những người mà ngay cả cái bài viết về Amazon, những ngày đầu mà ông khó khăn ông đi lên, dù là tỷ phú, văn phòng và quần áo chiếc xe ông vẫn đơn giản, trong khi rằng là hiện giờ con cái của những người tỷ phú ở Việt Nam mua không biết bao nhiêu cái siêu xe, tên nào cũng đăng lên là sở hữu cả mấy chiếc, toàn là tiền tỷ, chục tỷ, nhà rồi biệt thự khắp nơi, con đại gia. Hay là gần đây mới có hình ảnh một cái cậu bé mà bạn bè chụp lại là lột chiếc giày, quỳ gối ở trên bảng, bởi vì chiếc giày đó là hiệu Nike, trị giá 29 triệu đồng. Và đây là một thiếu gia thứ thiệt, nhà thì là biệt thự, bao nhiêu 5-6 chiếc mẹt. Tôi thấy rằng một điều, hiện giờ những bài viết như vậy rất là nhiều. Đó, cho nên nếu như con người quý nhau vì đôi giày, vì cái xe, thì các bạn nghĩ một điều, nếu không có đôi giày, không có cái xe, vậy thì chẳng ai ngưỡng mộ mình nữa ạ. Vậy thì người ta đến với mình vì người ta quý mình điều gì? Bạn này bạn kiếm được ra tôi, rồi bạn đến với tôi vì điều gì? Tôi cho bạn bao nhiêu tiền, tôi khoe với bạn cái xe gì? Vậy thì tại sao mà mỗi ngày bạn đều mở cái YouTube này để bạn coi? Đó, vậy thì người với người quý với nhau. Cái cuộc sống tôi nó được trải nghiệm cái điều này, cái điều mà tôi không phải dùng tiền để mà mua một đứa bạn, không phải dùng tiền để lấy cái sự ngưỡng mộ của người ta, không phải chạy cái xe đắt tiền rồi ra ngoài đó người ta hỏi thăm mình, ế xe nhiêu tiền, trời mấy tỷ luôn, ghê vậy nể. Tôi không cần. Đó, họ nể là như vậy. Và nếu họ muốn giúp, họ quý, họ đóng tiền, họ qua họ học để họ được gần tôi hơn nữa, cái đó là tôi cảm ơn. Đó, tôi cảm ơn. Cho nên thấy rằng một điều, cho đi nhận lại. Và đó lý do mà tôi không bao giờ tôi dám lấy mắt. Nhiều khi nghĩ lại một điều, ừ, ngày hôm nay dạy với nhiều bạn, tới bây giờ thì ngay cái phòng học tôi vẫn còn là một cái tivi khoảng 21 inch, 25 inch.
Các bạn nói trời ơi thầy ơi chữ nhỏ quá, thầy mua cái tivi lớn đi, đó giờ nó đang khuyến mãi, thầy đi mua tivi lớn đi. Nhìn cái tivi, nếu đầu tư lại thêm mấy chục triệu nữa, bèo lắm cũng mười mấy triệu để có một cái tivi lớn hơn. Nhưng thu tiền thì thu ít, bỏ ra mua tivi. Có những điều mà tôi nghĩ đó, nó lại hụt cái chi phí nữa nha. Mà cái tivi thì cái tác dụng nó cũng không được nhiều, tại vì không phải lớp nào cũng cần tới cái tivi. Thế thì tôi bỏ tiền ra một số tiền lại lớn đó, nhưng nó không phải ảnh hưởng đến mình mà nó ảnh hưởng tới cả gia đình mình. Chi phí mình bỏ ra mình cũng phải suy nghĩ coi thu hồi lại được bao nhiêu. Có bạn nói rằng là nó cũng bằng cái cỡ cái điện thoại thì thôi. Lúc đó tôi nghĩ, nhưng cái điện thoại thí dụ như tôi cần gấp, nếu con tôi bệnh tôi có thể bán gấp vẫn có thể kiếm được tiền. Còn cái tivi nó phải lấy là thu hồi vốn từ từ. Vậy thì nếu như đùng cái tháng đó là mua cái tivi đắt tiền, thì lỡ như mà con tôi bệnh, tôi bán tivi kịp không? Cho nên tôi nói rằng có những bạn nhìn vào tưởng đâu tôi xa xỉ không. Tôi có một cái suy nghĩ của mình, và tôi biết rằng là cái gì đem lại cái công dụng lợi ích cho mình hay không, đó cũng là một dạng là kiểm soát tài chính. Đó. Và thêm một cái vấn đề nữa, không phải chỉ rằng là song song cái việc mà kiếm tiền, ngày nay có rất nhiều người đi kiếm danh. Thậm chí rằng là sau một thời gian họ có được tiền, họ bắt đầu suy nghĩ tới cái việc làm sao để được người khác ngưỡng mộ. Giống như tôi mới nói các bạn, mua xe, mua đồ khoe ra ngoài để người khác phải ngưỡng mộ họ. Tức là tới lúc này họ lại khao khát được người ta tôn trọng. Cho nên có rất nhiều cách để mà coi như rằng là được nhiều người biết đến. Một trong những cách đó là làm những cái trò lố lăng. Đây, mới gần đây rằng là trên TikTok có rất nhiều clip về một cái người thầy chùa thích đi ăn thịt chó, ha, ăn đủ các loại thịt. Và thậm chí đi tới đâu cũng có người đi theo quay phim để mà review lại. Thì bây giờ rằng là mới điều tra ra được, ông này đi đâu cũng tự xưng mình là Đại Đức Thích Tâm Phúc, là trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương. Nhưng bây giờ người ta điều tra ra chỉ là một người đàn ông bình thường, tên thật là Nguyễn Minh Phúc. Đó. Và cái nhà ông ta thì ở ấp Làng Cát, xã Tân Phú Trung. Đó. Và tới bây giờ là bên mà Ủy ban Nhân dân đã yêu cầu ông ta là tháo dỡ, cũng như là công an đã triệu tập tất cả những người có liên quan, cả những YouTuber mà tới coi như rằng là quay phim để giúp cho ông này nổi tiếng cũng bị triệu tập để xử lý. Đó. Chỉ vì rằng là muốn có được cái view và kiếm tiền trên YouTube mà một nhóm người đã coi như rằng là bán bổ cả tôn giáo. Đó. Làm những cái chuyện mà để xã hội chửi cũng được, miễn là có tiền và có danh. Nó thối nát đến cỡ này. Cho nên tôi luôn nhấn mạnh với các bạn một điều. Các bạn khó khăn không sao cả. Cái quan trọng là các bạn phải nghĩ tới gia đình của mình trước. Đủ tiền cho gia đình không? Mình phải cân đong đo đếm điều này trước. Sau đó là tới là cái bản thân của mình. Các bạn phải giữ được cái cân bằng để mà các bạn vẫn có thể tỉnh táo làm việc. Không phải rằng là các bạn cố gắng rằng là ki bo dè sẻn, mà là các bạn vẫn có quyền hưởng thụ
miễn cái đồng tiền do các bạn kiếm ra và các bạn kiểm soát được, thì lúc này nó mang lại cái lợi ích. Thật sự khi các bạn xài cái đồng tiền do các bạn kiếm ra, dù là mua cái món đồ xa xỉ, thì tôi vẫn dám bảo đảm với các bạn một điều là các bạn tự hào về điều đó. Cái đồng tiền đó có cái gốc gác từ năng lực của các bạn 100%. À, không xin xỏ của ai cả, nó rất khác. Đó. Và để có được cái đồng tiền này, các bạn phải trải qua những cái ngày tháng lao động, thức khuya, dậy sớm, nhức đầu, mệt mỏi, đó, ngủ gục. Cho nên khi mà các bạn cho phép mình là hưởng thụ một chút xíu, không sao cả. Để các bạn duy trì được cái sự cân bằng. Đó. Nhắc lại, miễn là các bạn khống chế được và các bạn suy nghĩ được. Tiếp đến là các bạn dành cái thời gian, ngay cả về cái sức khỏe, đó, làm gì để tối ưu nhất, đó, cho cái công việc, cho gia đình. Khi mà cái quỹ thời gian của các bạn đã dành cho công việc, dành cho gia đình, thì lúc này cái quỹ thời gian dành cho bản thân các bạn nó chỉ còn có chút xíu. Vậy thì chút xíu này phải làm gì? Nè, thì mình cũng phải tính, cân đong đo đếm về mặt thời gian cho bản thân cũng phải tính toán. Đó là lý do mà tôi ví dụ các bạn là tại sao tôi phải chạy bộ trong khi tôi vẫn có thể giữ được thể lực và vóc dáng của mình bằng những cái bài tập khoảng chừng nửa tiếng một ngày, thậm chí 15 phút vẫn được. Nhưng khi mà đã bước vào làm, vào tập, là lúc này mình phải tập trung để nó phát huy cái hiệu quả là tốt nhất trong một cái thời gian ngắn nhất. Và đương nhiên rằng là để có được là cái tối ưu nhất, thì luôn luôn nhớ, cha tôi cũng dạy tôi rằng học 10 áp dụng được khoảng có 4 thôi, nhưng mà để áp dụng được 4 cái thì con phải có 10 cái. Đó. Cho nên rằng là để tìm ra một cái phương pháp tối ưu nhất về mọi vấn đề thì người đó phải có hàng ngàn cái giải pháp thì mới tìm được cái giải pháp tối ưu nhất. Và muốn có được hàng ngàn cái giải pháp đó thì mỗi ngày các bạn đều phải học hỏi, đều phải coi tất cả mọi thứ, nhưng coi không phải chưa đủ, phải phân tích, phải nghiệm, phải ngẫm, rồi dùng chính cái trải nghiệm bản thân của mình để trả lời cho là cái sự phân tích đó nó đúng hay sai. Cho nên một người mà chỉ coi như con vẹt, không có trải nghiệm, cũng chẳng có phân tích, thì cho dù có coi nhiều bao nhiêu, dốt vẫn là dốt, và chỉ giúp cho những cái bọn mà cơ hội nó càng lúc nó càng giàu thêm thôi. Đó. Vậy thì đó là những việc mà các bạn phải làm. Thôi, video này tới đây, và hy vọng là các bạn vẫn tiếp tục xem những video sau. Hẹn gặp lại. Bây giờ tôi cũng đuối luôn rồi.